Rồi, chào các bạn, mình đến một phút từ HP Photoshop chung con. Mình quay lại, hiện tại mình đang ở Hồ Tây, đúng không? Phải Hồ Tây. Ừ. Với một người có tên, có tuổi chưa? Có tên nhưng không có tuổi. Chị Payo, stream một reviewer. Thì bữa nay mình nhờ bà làm người mẫu cho mình luôn. Làm người mẫu của mình luôn. Rồi thì cái hướng dẫn của mình ngày hôm nay á là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cái chụp mà dạng như kiểu mini á, nhiều bạn hỏi mình trên fanpage thì đây mình hướng dẫn các bạn cách chụp luôn. Đây mình sẽ sử dụng cái máy của mình A6000. Nếu các bạn nào không có, các bạn có thể sử dụng cái điện thoại cũng được nhé. Rồi cái cách để mà chúng ta quay cái này á đơn giản lắm. Để chụp nhá. Đầu tiên là để chụp á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai khâu. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chụp. Thì đầu tiên là các bạn để ý cho mình một vài vấn đề. Thứ nhất á là góc máy, thứ hai là ánh sáng và thứ ba là đốp, là độ sâu trường ảnh. Cái ánh sáng của chúng ta ví dụ như là bây giờ mình đang quay á là lúc 12 giờ. 12 giờ thì cái ánh sáng của ta nó từ trên xuống dưới. Cho nên là mình không cần quan tâm nhiều lắm. Tuy nhiên có một vấn đề, nếu như các bạn nào chụp lúc khoảng cỡ trưa, đầu giờ trưa hoặc chiều chẳng hạn vậy, buổi sáng chẳng hạn vậy, thì ánh sáng nó nghiêng á. Thì cái vấn đề khi các bạn chụp một cái vật, ví dụ như là chụp vật với lại người đi, mình đang sử dụng một cái vật này, là một cái này. Thì với người thì và bây giờ đó, thì ánh sáng nó phải cùng hướng với nhau ha, cùng hướng với nhau. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chụp cái này trước. Rồi mình sẽ lựa một cây góc chụp, cây góc chụp mình có thể kiếm một cái nào đó nhỏ nhỏ chút xíu để chúng ta chụp cùng cho nó có cảm giác. Thì đây mình sử dụng con mèo cute của mình hay gắn ở trên máy chụp. Gọi là cái gì? Máy nhỏ. Cái máy chụp của mình. Thì mình sẽ lựa chỗ nào có nắng, tại vì để cho nó thật á thì các bạn phải để chỗ có nắng, thì tại vì nó có cái ánh sáng đó thì nó sẽ tạo cho người ta cái cảm giác cái thật ha. Thì đây mình sẽ lựa ví dụ như là chỗ này chẳng hạn vậy. Đó, mình sẽ để ở đây. Đó, mình sẽ để đây ha. Thì bây giờ mình sẽ để cho chị Payo, chị đứng bên này. Đó, chị Payo chị sẽ đứng bên này. Thì mình sẽ tìm cái gì cho nó giống là đồ tí hon á, giống đồ tí hon á. Thì mình sẽ ví dụ như là kiếm cái lá này chẳng hạn vậy. Đó, thì mình sẽ để cái lá ở đó. Ôi đừng bay. Đừng bay. Thôi nó thổi. Ok, mình sẽ để đây ha. Thì bây giờ mình sẽ xác định thì ở cái góc này á ánh sáng nó cũng tương đối, thì mình sẽ chụp chị Payo làm sao á, thì mình sẽ để cái để ánh nắng vào chị Payo nó cũng tương đương gần giống ha. Rồi tiếp theo về góc chụp, cái góc chụp á các bạn đừng để cao quá, đừng để cái góc chụp cao quá. Ví dụ như ở đây đi, đâu rồi, tối quá thì sáng chút xíu đó. Cái góc chụp các bạn cố gắng để thấp thôi ha, các bạn để thấp thôi. Để khi chúng ta nhìn nó giống tí hon chút xíu. Với cả một cái vấn đề nữa là chúng ta dễ chụp người mẫu, chứ còn không ví dụ như là chụp cái vật này chúng ta để góc cao quá đi, thì chụp người mẫu chúng ta cũng phải để góc như vậy, thì không lẽ các bạn kiếm đâu là cái ghế cao các bạn chụp, đúng không? Để cho nó thật mà, thì nó phải cùng cái góc. Đó, cho nên các bạn để cho thấp xuống tí xíu. Thì đây mình sẽ chụp một cái hình con mèo này đây ha. Ví dụ như là các bạn chụp á, các bạn cố gắng để cái độ sâu chiều ảnh nó thấp xuống. Để cái dot nó mỏng thôi, có nghĩa là các bạn giảm cái khẩu xuống, mở cái khẩu nó lớn ra, mở khẩu độ lớn ra. Ví dụ như đây mình có 1.8 thì mình sẽ để 1.8 hoặc là 2.0. Đó, thì mình tùy chỉnh ánh sáng sao cho nó ok thôi. Đó, thì mình sẽ để tầm này. Đây mình sẽ chụp và để cho con mèo nó tươi môi nó sáng xíu. Thì mình có hình con mèo mình để các bạn coi đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chúng ta chụp hình chị Payo ha. Rồi. Mình tại vì hồi nãy mình để con mèo đó thì nó ánh sáng nó khá là ok, thì bây giờ mình sẽ để chị Payo ở chỗ nào cho nó sáng chút xíu, thì nó sẽ có cái nắng đủ vào người, nó giống như là nằm đứng ở vị trí đó ha. Đó, thì chị Payo đứng đó ha, thì bây giờ mình sẽ chụp chị Payo, tức là như chụp nguyên người ha. Ta để góc máy này cũng được, hồi nãy là mình để hơi cao chút xíu. Con mèo nó nằm phía bên tay trái của chị á. Á, chị nhìn lên á. Hơi nghiêng phía tầm này thôi nè. Đó, ok ha. Đó, thì mình sẽ chụp chị Payo đứng kiểu này ha. Đó, rồi ok. Rồi, bây giờ mình đã có hai cái hình rồi. Các bạn thể coi cái hình đầu tiên và cái hình thứ hai. Đó, các bạn thể coi hai bên đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép vô sao cho nó đẹp nhất có thể ha.
Rồi, đó là cái cách chúng ta làm cái hình gì đó, hình tí hon mini. Và nếu các bạn có câu hỏi gì, các bạn đừng quên like, share, subscribe. Mình có đang cung cấp một cái bộ màu nữa, các bạn muốn các bạn thể click vô cái phần link ở ngay phía dưới phần comment để các bạn biết thêm về thông tin đó ha. Đừng quên like, share cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.